Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì bên em có test hai cái sản phẩm, đó là cục đẩy 4 kênh LXD4150. Cái sản phẩm này em đã bán rất là nhiều rồi và đây là hàng cao cấp nhất hiện nay của bên em, đến từ thương hiệu LX Acoustic, ok chưa ạ? D4150. Cái sản phẩm này nó chạy mạch Class D, công suất cho ra là 1.500W ở chế độ 8 ohm nhân với 4 kênh em nhé. Thì cái sản phẩm này về chúng ta có thể chơi được rất là nhiều các dòng loa như full bass 30, bass 40, su kép 50, anh thoải mái luôn em nhé. Và tí nữa thì em sẽ test chất âm của cái combo này cho tất cả các bác cùng nghe và cảm nhận, trải nghiệm chất âm của cái cục đẩy D4150 này. Em sẽ test ra là kênh 1, kênh 2, sẽ chơi ra mỗi kênh chơi ra một cặp loa bass 40, kênh 3, kênh 4 sẽ chơi ra là một cặp su kép 50, ok chưa ạ? Rất là khủng. Thì ở đây em có kết hợp với con lân tiếng S9000 của DBX. Thì combo này hôm nay thì em có gửi đến cho một bác khách ở Hoài Nhơn em nhé, Hoài Nhơn Bình Định. Thì lân tiếng S9000 này thì bên em đang bán với giá là 1.850.000 đồng. Còn này cục đẩy D4150 em cũng báo giá luôn với tất cả các bác, giá là 14.500.000 đồng. Hai sản phẩm này là bao ship toàn quốc cho tất cả các bác. Còn chất âm như thế nào thì bây giờ em sẽ bật công tắc nguồn lên. Ở đây thì anh em thể thấy khi bật lên thì cái tiếng máy nó gầm lên, nó rú nghe rất là khủng đúng không ạ? Sau đó nó đóng ngắt dơ len lại thì nó trở về trạng thái rất là bình thường. Máy chạy rất là êm. Và em có sử dụng con lưng tiếng S9000 này để chơi ra loa full và để sử dụng cắt súp. Thì bây giờ em sẽ mở một cái bản nhạc lên để cho anh em cùng nghe nhé. Hai kênh này sẽ chơi ra loa full này, ok chưa? Đây là sẽ chơi súp này, đánh rất là sâu. Rất là khủng luôn. Đây là tiếng súp này. Đang chơi trên loa bass 40 TVK15. Có những vết thương còn để lại đời ta. Rồi vào theo tháng rất là ok đúng không ạ? TVK218, súng kép này đang có giá là 30 triệu một cặp. Chính
cùng bên nhà luôn. Quá uy lực luôn. Bạo lực luôn. Một kênh này em chơi ra một quả súp kép. Ok chưa? Hai kênh sẽ chơi ra hai quả súp kép ở trên cục đẩy siêu mỏng siêu nhẹ này. Siêu mỏng siêu nhẹ anh em nhá. Và các bác có thể thấy công suất nó rất là khủng, lên tới là 1500W một kênh. Thì và chúng ta chơi con này thì chơi quá hay rồi, đánh rất là bền. Đặc biệt là các bác nào mà đang chơi sự kiện đám cưới thì chúng ta sử dụng cục đẩy này. Thứ nhất, cái ưu điểm chất âm hay, đánh căng. Ok. Và cái thứ hai là nó rất là nhẹ em nhé. Sản phẩm này mà nó rất là nhẹ, chúng ta bắt vào cái tủ máy nhìn nó rất là đẹp và nó rất là nhẹ. Đấy, cân nặng của cục đẩy này nó chỉ có tầm 10kg thôi. Hôm trước thì bên em cũng mang ra chơi ngoài trời rất là nhiều rồi, mang sự kiện đấy, đánh con D4150 này giã thoải mái luôn em nhé. 8 loa bát, 8 loa bát 30, 8 loa bát 40 đánh trên cái cục đẩy D4150 này, mà cái là D này thì quá là hay, rất là mỏng. Nó chỉ tầm con này nó chỉ tầm 5cm thôi, rất là mỏng, rất là đẹp. Đấy. Quá là gớm luôn. Rất là gớm. Đây còn kết hợp với cả con lưng tiếng. Đấy, lưng kết hợp với lưng tiếng S9000 này nữa thì nó cho ra chất âm này nó càng hay anh em nhé, càng uy lực luôn. Đấy. Và bác nào có nhu cầu thì anh em liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Đấy. Hàng mới anh em nhé, bóc hộp luôn luôn có sẵn cho tất cả các bác. Ok, video em xin dừng tại đây. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm và theo dõi. Thì bây giờ em đã test xong cục đẩy và con lưng tiếng S9000 này rồi. Bây giờ em sẽ đóng hàng vào và gửi đi cho anh ngay trong hôm nay thôi.